Sao? Hào quang rực rỡ hả? Mình nhìn thấy cả sứt môi luôn đó người yêu em. Mà không thấy hả? Chim ông sao người yêu tả tim cho mình cả khả năng nhấp kìa. Đâu là chim ông yêu không xấu quá, đây filter đẹp lắm người yêu ạ. Anh có biết chuyện chị Dung với Đức Anh không ạ? Chuyện gì cơ mọi người, có chuyện gì hả? Có chuyện gì xảy ra mọi người? Hay là giờ cao điểm quá đây à? Yo. Yo. Bạn yêu không? Mình lấy bạn yêu. Uống bia trên livestream có bị có à? Chị Trâm Anh á, chị Trâm Anh đang ngồi đối diện anh nè. Đó, chị Trâm Anh mới mở bia. Nhớ video của anh ngày xưa đi diễn ở Văn Lang phải không anh? Quá khứ rồi em ạ. Tất cả chỉ là quá khứ rồi. Bây giờ chỗ nào kiểu bây giờ hay là mình kiểu mình đi diễn đâu xong mình thuê một ai đó quay lại clip mình kiểu đẹp đẹp trai các thứ xong đăng lên như kiểu mọi thứ là tự nhiên đấy. Xin info chỗ anh mua quần với ạ. Nhưng mà có thấy quần anh đâu mà sao lại xin info nhỉ? Thật sự luôn. Anh nhường chị Trâm Anh cho em đi. Are you kidding me? Nhớ ngồi đây với mình đi. Mình cũng có mấy cặp đâu. Mấy quần túi hộp, quần jean đồ á. Anh thề luôn, anh không nhớ anh mua ở đâu luôn á. Đứng dậy nhảy bài á. Donate đi ở nhảy nè. Rồi nghe chị Lisa hát đi. Nhảy bài, anh không biết nhảy bài, anh chưa tập bài bao giờ luôn. Bây giờ anh thử cái chạy, thử cái chạy là nhìn một lần xong rồi anh sẽ nhảy theo. Bài anh nhìn mấy lần rồi anh không thuộc rồi. Bây giờ đi sao? Chị Trâm Anh kêu chị Trâm Anh chưa make, không make up. Chị Trâm Anh không vô. Anh có xem lại chị Trâm Anh thời mít tin không? Em theo dõi chị từ đó tới giờ. Anh trước có mấy lần ngồi cạnh anh đòi xem sao không cho anh coi. Kiểu toàn bắt kêu coi một mình đi. Uầy, bạn cẩm em comment hello nè. Trâm Anh bảo gửi lời chào tới bạn. Cảm ơn vì bó hoa vẫn để bên cạnh nè. Nghe làm gì á?
Người yêu muốn coi à? Sao lại không người yêu? Chị ạ? Sao lại không được coi? Bạn coi ở ngoài là được mà. Anh vừa nhậu hả? Mặt đỏ thế. Không phải đâu, anh vừa rụi mắt ạ. À, anh đang ở nhà bạn anh chơi. Yeah. Idol bách khỉ mà coi mình hả? Idol bách khỉ tặng 5 hoa hồng ạ, bạn trưởng. Idol... Anh khỏi mặt chưa? Anh cho em xem góc nghiêng của anh đi, trời ơi. Rõ. Ở nhóm nhảy anh vân với ai nhất á? Anh thân với Trâm Anh nhất. Bạn nào đấy? Anh đừng có đùa. Bạn anh chứ có phải em đâu. Để. Anh về hỏi chưa? Anh về hỏi bạn anh chưa? Có đúng không? Xem có đúng không em? Mê ông này từ video cả hãy. Cảm ơn nha. Sắp tới mình kiểu làm video nữa. Video nữa. Chị Trâm Anh không có chịu vô. Tóc anh là kiểu tóc gì ạ? Tóc anh là kiểu tóc bết em ạ. Là kiểu chưa gội đầu ạ. Em say không? Say chưa? Cột hai chùm nha, nhưng mà tóc anh chưa dài để cột hai chùm. Mình sẽ live đến 1 giờ. Chia bia không supply đấy á. Nó không sao mọi người ạ. Nhưng mà con trai ít tóc thì nên để kiểu gì á? Ít kiểu gì ta? Kiểu anh cũng không có hay cắt ngắn á. Anh toàn kiểu để khá là dài. Anh chị lắm. Vậy thì hãy luôn ủng hộ bọn mình nha. Chị Trâm Anh có thích nhậu không á? Chị Trâm Anh không. Chị Trâm Anh. Ở đâu có nhậu là nó có chị Trâm Anh. Sao anh chị ngủ trễ? Tại vì anh chị đang ngồi chill với nhau. Ngồi chill chill nhưng mà chị cứ ôm điện thoại thôi, chị không có nói chuyện với anh. Anh chán quá, anh phải live stream. Chị mới mua cái iPad. Giờ người yêu của chị là cái iPad. Chứ đâu phải là anh. Anh hết đi nhảy cho bước nhảy rồi ạ. Anh chưa.
sắp tới mọi người sẽ biết. Hello mọi người, mình có kiểu bị like xong dí sát mặt của ông ta. Có một chút thôi. Thế hả? Nhưng mà phải dí vậy mới nói nghe được. Thế á? Tại mình để xa nhìn mặt mình nó kiểu bự bự ấy. Vậy anh phải ngầm thừa nhận chị là người yêu của anh chứ không phải là bạn thân ha. Thế á, kiểu mình nói câu đấy xong kiểu mọi người thích hiểu như nào cũng được mà. Đúng không? Đúng bạn. Đúng. Yêu bạn. Bạn mà yêu. Bạn nào cũng yêu à? Không. Năn nỉ chị Lai á, chị không có yêu. Chị này chị sợ xấu lắm. Sợ vì chị xấu. Chị đẹp mà nhưng chị mà chị không chịu. Xấu. Mặt mộc chị siêu đỉnh luôn. Một cái vẻ đẹp riêng. Em thấy em không đẹp không? Thì em thấy mặt một cái không đẹp. Thật không? Thiệt. Thật á? À? Em điêu. Anh thấy đẹp mà. Đáng định bát luôn á. Anh bước vào bước nhảy năm từ năm mấy vậy á? Anh vào bước nhảy năm 18 tuổi. Phải vì giữa giờ phải vì sắp tới sẽ ra. Xịn. Xịn đi hả? Không. Không có xịn. Đây là xịn rồi đó. Chị chăm anh sinh mà la chung với anh ấy đi chị á. Chị không có chịu. Anh ở Tân Long, Thái Nguyên nha. Nhìn anh chị yêu quá trời á. Cảm ơn em. Nét đẹp của chị trong trẻo nhẹ nhàng. Thế á, anh có thấy trong trẻo nhẹ nhàng đâu ta? Chị thấy sao? Anh thấy kiểu lady. Lady. Nhưng mà không phải lady kiểu mặn mặn, mà kiểu có thể ra kiểu phụ nữ được ấy, chứ không phải là kiểu trong trẻo nhẹ nhàng kiểu. Thế á, em thấy em trong trẻo nhẹ nhàng hả? Nét đẹp của em mọi người đều trong trẻo nhẹ nhàng. Ai bảo nhỉ? Ai bảo? Tôi tè, trong chèo nhẹ nhàng. Mới trong chèo nhẹ nhàng không ta? Thề. Cho anh cách cho em 10 cây á. Gần mà. Cũng sẽ khác kéo tháng năm. À nhầm, dần trôi. Châm là châm nào? Hả? Châm là châm nào ấy? Dặn đấy nhá. Dặn đấy nhá, cái bạn DM này. Bạn định mệnh này. Bạn tên là định mệnh. Mấy nay anh chị có đi chơi Đức anh chị Dung không á? Mấy nay mình không. Mấy nay vừa đi ăn sinh nhật gặp chị Dung xong. Bye bye. Mình cũng chuẩn bị tắt đây mọi người ơi. Mình lên live stream sàm sàm xíu thôi. Anh có gặp anh. Bọn mình nha. Dù nó mới bị bị bản quyền nhạc. Xong phải xóa âm thanh à, mình phải kiểu thay nhạc khác ấy. Nên mọi người vào like nha. Mọi người comment một câu thôi, kiểu một dấu chấm thôi cũng được. Để đẩy lên kiểu người ta nhìn vào trông kiểu tương tác cao á. Cảm ơn mọi người. Nhớ nhé. Đâu bị pin. Pin yêu. Nha, comment nha. Nghe thì ok ấy coi. Trời, tay này nói chuyện kỳ cục vậy. Ok ấy được không mọi người ơi.
Ok. 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 Nhưng phải bảo nhớ comment. Nhớ comment nha mọi người ơi. Ừ, luôn nha. Chứ không, chữ KO là viết ngược của chữ OK á mọi người. Cảm ơn mọi người nha. KO OK nghĩa là OK OK hả? Cảm ơn nha. Quay chị Trâm Anh xíu á. Mọi người vào comment đi, bây giờ mình lên 200 comment thì mình sẽ quay chị Trâm Anh. Chứ mình có bị kiểu chiêu trò à? Có. Có à? Nhưng mọi người comment nha. Comment nha, chờ đó. Giang rất là tiếc cái clip đó bởi vì trời ơi, em mình thấy bọn mình cute lắm luôn á. Mất một tiếng cả cái gì? Chứ. Sao phiên like bị làm sao đây? Sử dụng các chất xuất hiện trong phiên like này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Sức khỏe á, trời ơi. Sử dụng đó. Mấy cái chất này mới là khỏe á, TikTok à? Anh không quá à. Thôi đùa, chắc mình ỏ với mọi người ạ. Sau mình sẽ không mình có uống thì mình cũng sẽ không cho nó vào cam nữa. Tôi vừa chấm nổi. Cảm ơn mọi người nha. Đùa bạn đấy hả? Bye bye mọi người, off về. Nhớ comment nha. Nếu có xem được không? Vẫn xem được mà đúng không? Nhưng mà nó có hiện dòng chữ gì á? Kiểu nó sẽ bị hạn chế hả? Bye bye mọi người, ngủ ngon nha. Bye bye. Lần sau quay cho.